Có thể cái cách bắt chuyện của mình lúc đó nó chưa có được khéo cho lắm. Thì khi mà mình chạy tới bắt chuyện với cái nhóm đó, họ xả thẳng vào mặt mình một cái câu như vậy nè: trong mặt mày cứ trắng trắng, trông cứ ẻo lả bê đê làm sao ấy. Chào các bạn, mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Chuyện là vừa rồi mình có tham dự một cái sự kiện dành cho người trẻ nói. Trong đó nội dung xuyên suốt của sự kiện sẽ nói về những cái định kiến vô thức. Mình phải thành thật một điều là dù mình rất là tâm đắc với chủ đề này, nhưng mà tới cuối sự kiện mình vẫn chưa thể hiểu cụ thể định kiến nó là gì. Cho nên mới có cái vlog ngày hôm nay. Trong chiếc vlog này mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu và giải thích trong khả năng của mình về định kiến nó là gì. Và nếu mình có sai sót thì hoan nghênh các bạn có thể bổ sung giúp mình ở phần phía dưới ha. Mình cảm ơn. Theo những gì mình tìm hiểu được á, thì một định kiến trong cuốn từ điển tiếng Việt á, nó là một động từ, ý chỉ là ý nghĩ riêng đã có sẵn, khó mà thay đổi được. Thế tại sao nó lại là động từ nha? Hai, tra trên web á, thì định kiến chính là những cái ý kiến riêng đã có sẵn trước khi biết được rõ những cái thông tin có liên quan. Có nhiều sự khác biệt về định nghĩa của định kiến dưới góc nhìn của các nhà xã hội học, từ đó thì mang đến sự tiếp cận và khai thác chủ đề khác nhau. Tuy nhiên á, thì đều đồng ý rằng á, định kiến thì có liên quan mật thiết tới những cái nhận định nè, phán xét cố hữu, thường là tiêu cực tới một thành viên trong một nhóm nào đó, từ đó mang đến những cái hệ quả tiêu cực trên thực tế. Khi mà định kiến xuất hiện á, thì quá trình khuôn mẫu hóa nè, phân biệt đối xử nè, bạo lực sẽ xuất hiện như là một phần kết quả tất yếu. Nghe tới đây thì nó vẫn còn một cái gì đó nó khá là lùng bùng lỗ tai, lý thuyết quá đúng không, gây mơ hồ cho mọi người đúng không? Cá nhân mình cũng vậy, mình có một cái suy nghĩ á, là cái gì nó thuộc về định nghĩa thì nó phải ngắn gọn, đừng quá nhiều chữ, nhưng mà vẫn đảm bảo người xem nhìn vào đó vẫn có thể hiểu được. Những gì mình đem lên chia sẻ với mọi người á, thì trước nhất bản thân mình phải hiểu trước cái đã, chứ không phải là cố gắng tỏ ra tri thức mà quăng vào mặt các bạn một đống lý thuyết như vậy. Nên là ba, mình cũng đã xem những cái vlog của những anh chị, cô chú đã làm về chủ đề mà có liên quan tới định kiến để mà tìm hiểu thêm. Và nó giúp mình có một cái sự hiểu cụ thể hơn, rõ hơn định kiến là gì. Mọi người hãy mường tượng với mình nha. Bất kỳ những gì chúng ta gặp phải, từ con người, sự vật, sự việc, nó đều có bề nổi. Ta dựa vào cái bề nổi đó mà xem nó có phù hợp với cái tiêu chuẩn xã hội mà chúng ta đang sống không. Nếu không, lập tức sẽ có những cái định kiến xuất hiện. Ví dụ như một người con trai mặc váy đi, thì nhiều người sẽ không quan tâm là à anh này có đến từ Myanmar hay không, mà họ sẽ ngay lập tức nghĩ là thằng này trông ẻo lả vãi. Rồi một ví dụ khác nữa đi. Ví dụ là các bậc phụ huynh đang cho con em mình học lớp các lớp tiếng Anh đi, thì khi mà thấy trên khóa học á, là người Tây dạy, thì họ ngay lập tức sẽ có cái định kiến là à con em mình theo học chắc chắn sẽ rất là giỏi đây, họ dạy chắc chắn sẽ tốt hơn đây. Vậy định kiến á, nó là những gì mà chúng ta dựa vào bề nổi để mà đánh giá, mà mình sẽ gọi là đánh giá một. Vậy thì đánh giá một á, nó có sai không? Cái này thì mình xin phép trả lời ở phần sau của video ha. Hy vọng mình sẽ ra kịp vào tuần sau. Thế mình hỏi các bạn một câu nè. Các bạn ở đây, đã có ai từng bị gán ghép với một cái định kiến nào chưa? Và các bạn nghĩ sao về cái định kiến là người con trai, làn da phải rám nắng một tí thì mới nam tính? Các bạn có thể pause tạm dừng ở giờ phút này để mà chia sẻ cảm nghĩ cho mình cùng biết ha. Mình từng bị cái định kiến đó đó mọi người. Mình chia sẻ ra với mọi người không phải với tư cách một người nạn nhân nha. Lúc đó là mình học cấp 2, mới chuyển tới lớp mới thôi. Thì có thể nha, có thể cái cách bắt chuyện của mình lúc đó nó chưa có được khéo cho lắm. Nhưng mà ta có thể trông mong gì nhiều hơn ở một đứa trẻ 12, 13 tuổi chứ đúng không? Thì khi mà mình chạy tới bắt chuyện với cái nhóm đó, họ không biết mình là ai,
họ xả thẳng vào mặt mình một cái câu như vậy nè: trong mặt mày cứ trắng trắng, trông cứ ẻo lả bê đê làm sao ấy. Mình bây giờ là mình sẽ phản ứng lại liền luôn, kiểu tôi ấn tượng tốt với bạn thì tôi mới chạy tới bắt chuyện, nếu mà bạn không thích thì ok tôi sẽ im. Tại sao lại có thể công kích ngoại hình người ta như vậy chứ, đúng không? Nhưng mà mình thời đó thì mình bị sốc thiệt có mọi người, 12, 13 tuổi mà. Lúc đó là mình như kiểu bị xịt keo luôn. Mình còn nhớ hôm đó là đang buổi đứng giữa sân tập thể dục như vậy nè, mà mình đứng như trời trồng luôn vậy á. Rõ ràng mọi người thấy không, trắng nó đâu phải là cái tội, cái nó hình thành trong lòng mình một cái vết nhăn. Mình không thể nào mà mình mở lòng với những cái con người đó từ lớp 6 cho tới lớp 8 luôn. Thêm nữa là mình rất là sợ học tiết thể dục, mình sợ cái cảm giác lạc lõng như cái lần mà mình bị nói á. Mình cũng sợ những cái ánh mắt mà dò xét phán xét cứ nhìn vào mình, thậm chí á là cái dạo đó cứ 12 giờ trưa là mình sẽ xin phép người nhà cho mình ra ngoài đường, mình sẽ không nói với họ là mình ra đường để mà mình phơi nắng, vì nói như vậy họ sẽ lo lắng. Mình cứ ra ngoài thôi, nhưng mà cũng hơn á là nó chỉ kéo dài được một khoảng thời gian, chủ yếu là cũng do mình lười. Một khoảng thời gian sau thì mình chưa lại vô nhà, nếu không á là người ở đây trò chuyện với mọi người á sẽ là một cái con người có làn da đen thùi lùi, thậm chí á nếu mà tệ hơn nữa là còn đang bị bệnh về da nữa. Nhớ lại lúc đó đi, những cái lần mà sau khi kết thúc kỳ nghỉ á thì trong lòng mình cứ có một cái cảm giác là cồn cào hồi hộp. Cồn cào ở đây không phải là nôn nóng được gặp lại bạn bè chung lớp nha, mà cồn cào đó là một cái cảm giác mà hoảng sợ, không có muốn đi học lại á. Còn nữa nha, như việc mình đeo khuyên đi, thì mình nhận được một cái lời nhận xét đó, đó là: ủa, bắp lỗ tai làm gì vậy? Để trông giống BD hơn hả? Lúc đó là đang ăn với đại gia đình nha, mà khi mình nhận được cái câu nói đó là mình cảm thấy là không chỉ mình bị sượng sượng nhẹ thôi, mà nguyên một cái bàn ăn lúc đó cái không khí đó nó dừng lại một nhịp luôn. Mà mình thuộc tiếp người á là sẽ không phải là người sẽ ngay lập tức bật lại bạn khi mà bị bạn công kích. Dùng từ công kích thì nó cũng hơi nặng. Lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ là có thể là họ không có nghĩ gì nhiều khi mà nói những cái lời nói đó, vì tổng thể á họ cũng là một người tốt, chỉ là có điều là hơi bộc trực nên thường sẽ xảy ra những cái tình huống nó không được tinh tế rồi. Và mình đặc biệt chọn cái khuyên này để mà lên chiếc vlog ngày hôm nay. Tiếc giờ mọi người sẽ không nhìn kỹ ha, vì mình chưa tìm được dịp để mà mang nó ra ngoài, và vì cái thứ hai á nó cực kỳ hợp hợp kinh khủng với cái nội dung của ngày hôm nay luôn. Tại sao phải kiếm dịp để mà mang ra ngoài chứ không phải là cứ thích thì ta cứ mang thôi. Tới đây thì mình nhận xét là mình là một người có phần hơi truyền thống, mình có suy nghĩ á là nó phải hợp với nơi mình tới chứ cái đã, và mang một đôi khuyên mà quá phá cách ở một môi trường bình thường á thì nó sẽ rất là kỳ. Ủa nhưng mà tại sao lại kỳ? Do mình quan ngại ánh mắt của những người xung quanh, có thể là họ sẽ dò xét nè, rồi họ sẽ đưa ra đánh giá, thậm chí là định kiến nữa. Dù bản thân luôn hướng tới cái câu nói á, là bạn khác biệt, bạn sẽ bị người ta nhận xét nhưng bạn được tự do, không bao biện gì thêm trong trường hợp này. Có lẽ là mình chưa thoải mái, chưa đủ tự tin để mà diện những cái khuy mà quá cá tính ra đường. Một phần vì mình, một phần vì môi trường mình tiếp xúc, những con người có phần truyền thống nữa. Nói tới đây á, thì mình thấy các bạn Jack Queen á, cho dù mình cảm thấy là chưa quen mắt lắm đâu, nhưng mà phải công nhận các bạn ấy dũng cảm. Sẵn content tới đây thôi đó mọi người, nên là cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe tới giờ phút này ha. Hy vọng tuần sau mình sẽ ra clip kịp, vì thú thật dạo này mình cũng khá là bận ấy. Tóm lại á là ở chiếc vlog lần này mình sẽ định nghĩa về định kiến dựa vào những gì mà mình đã trải nghiệm và cũng như lượng thông tin mà mình đã thu thập được. Mình rất là mong sẽ nhận được những cái phản hồi và đóng góp tích cực từ các bạn. Còn về phần sau, nói thì nói vậy thôi chứ mình cũng soạn cái sườn rồi. Mình cũng bật mí luôn, ở phần sau sẽ có một cái câu hỏi mang tính chất là chất vấn lương tâm
sự thành thật của các bạn đó, nên là cùng chờ đón với mình ha. Cảm ơn các bạn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.